Thi Thiên 103 từ câu số 1. Lời của Chúa nói rằng: hỡi linh hồn ta, khá vinh khen Đức Giê-hô-va, và mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va và chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác người, cứu chuộc mạng sống người khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão chiều độ cho người. Ngài cho miệng người được thỏa các ước mong, tuổi đáng thì của người trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hại. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối của Ngài và dân Israel biết các công việc của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng có lòng thương xót, Ngài hay làm ơn và chẳng nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội chúng ta luôn luôn và cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi và cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Và phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.